Chào các bạn, cho người đang xem nha. Tiếp tục hôm nay lên hai cây máy sới này các bạn ơi, sới cải tiến nha mọi người. Này đang thế lung nha các bạn, hai má này trung cũ, bất này cũng lợi dữ lắm nha mọi người. Qua bên lọc này gần 3 mét nữa các bạn. Đi luôn mà ơi. Wow. Hey. Dinh luôn quá. Đó này bảo hộ máy cắt có dính lại ở đây nè các bạn. Lên nổi rồi bạn ơi, đúng rồi, bó tay miếng đắng luôn. Còn bên đây thì chiếc chạy trâu chắc lát lại tiếp kéo lên này các bạn. Chạy miếng đất này cũng cần ngay nha mọi người. Miếng này máy cày nó cày ít chơi rồi các bạn ơi, thành ra máy xới vô là cũng bị dính luôn. Máy này vô tiếp kéo này các bạn. Sao mà lên quá trời quá đất rồi, chuẩn bị đồ nghề tiếp các bạn ơi, chuẩn bị dây kéo lên. Đấy, bị ngập hết một lần rồi nhưng mà lên được, bây giờ cái cục khác này hơi nặng, mình ra phải kéo lên mới được các bạn. Kéo lên nổi nữa không nha. Ừ, trời bữa nay hơi mưa quay không được sáng, mấy bạn thông cảm cho mình. Bắt đầu tiếp tục chơi kéo coi nha các bạn. À, trời bữa nay không có nắng luôn trời. Quay không muốn thấy máy luôn nè các bạn. Ngập tới cái đầu máy luôn, ngập sườn luôn. Miếng này còn mấy chỗ trong này cũng đỡ lúng các bạn ơi, lúng cái mấy chỗ này thôi, với lại trong này chắc không có vô xới được, mà trong này cũng lúng dữ lắm, lúng rồi. Bắt đầu kéo, thực thi bắt đầu nha mọi người.
này sợ nó tuôn bánh nữa các bạn, không tuôn bánh nó lên được hết trơn. Rồi lên các bạn ơi, máy này nói nào ngay cũng dễ lên hơn máy cày nha các bạn, tại vì nó nhẹ sát các bạn. Rồi cuộc giải cứu đã thành công. Có trời có đất. Rồi bây giờ thì máy chuẩn bị lên xới tiếp nha các bạn. Giờ mọi người và các bạn dùng xem tiếp nha. Đây. Hơi nặng máy các bạn, tại vì bánh lọc nó còn xình quá trời xình nè. Wow.